Dạ, người ta cho tiền em tự đi mua. Mua hết nhiêu tiền? Dạ, cái này cũng có 100 mấy à. Em đang luộc nhưng mà ốc này ốc vui vàng hay là ốc gì? Dạ, ốc lát. Ốc lát luôn, bắt ở ngoài đồng nữa hả? Dạ. Số phận của một cô kiều nữ chỉ vừa tròn 38 tuổi phải lụi tàn, lui về quê bắt ốc bán với số mưu sinh hàng ngày sau khi mắc bệnh như một điều tất yếu. Mấy ai biết được rằng Hoa từng là một cô gái xinh xắn của mảnh đất bên bờ sông Hậu, từng được biết bao nhiêu chàng trai săn đón. Cuộc sống mưu sinh em đặt chân lên đất Sài Thành, phục vụ quán bia và cả những gã làng chơi. Nhiều lần trong men say xỉn thì Hoa lao vào cuộc chơi quá đà, chạy theo nàng tiên trắng để rồi đánh mất bản thân mình, nay phải lụi tàn theo thời gian. Hiện nay Hoa dựng một cái căn chòi sinh sống đắp đổi qua ngày, cuộc sống bệnh tật lặng lẽ êm đềm sau những ngày nhộn nhịp trong ánh đèn. Nay Hoa sống nhờ vào sự yêu thương của mọi người, không điện, không nước, không kẻ đón người đưa, nước mắt chan cơm, âm thầm lặng lẽ trong màn đêm là những gì còn sót lại của một cô kiều nữ xinh đẹp. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác chính chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang. Ngày hôm nay được sự chia sẻ của mọi người, Bùi Hồ bắt gặp được hình ảnh một cái cô gái chọn một cái cuộc sống sống trong một cái túp lều khá là tạm bợ. Thì nghe đâu được rằng cô gái này cũng đã từng một thời sống trong cái cảnh gọi là vui chơi với bạn bè. Và hôm nay thì sau khi hết thời thì cô quay trở về lại đây sống một cái cuộc sống lủi thủi như thế này, để hiểu thêm về cuộc đời của một cô gái đã từng làm ngành phục vụ á, và hết thời trở về đây. Mà cô bác quý chị cùng tiếp tục vô trong với Bùi Hồ ha. Ở trong một cái vùng đất trống như thế này đó thì lúc nãy thì anh em chạy ngang có gặp một cái miếng bạt được che rất là tạm bợ luôn. Thì không biết là cái cuộc sống ở đây nó như thế nào, mời cô bác quý chị cùng vô đây gặp một cái nhân vật trong ngày hôm nay ha. Mọi người thì nói rằng là ở đây có một cái cô, có một cái cô gái sống ở đây. Đây, em chào chị ha. Rồi, em chào chị nha. Một cái miếng bạc cũng khá là mới, mới che lên. Mình sống ở đây lâu chưa chị? Dạ, cũng lâu rồi. Đang ăn cơm hay gì ta? Dạ. Ừ, ngồi ăn cơm tiếp đi. Dàn dở cái bữa cơm nữa. Dạ, không sao. Không biết là năm nay mình bao nhiêu tuổi ha? 38. 38, leo lên đó ngồi đi cho nó. Dạ, kêu chị bằng chị đi ha. Rồi em cũng dạ, nhỏ tuổi hơn chị. Đây là bữa cơm của chị đấy hả? Dạ. Ngồi, ngồi xích ra đi. Xích ra đây, ngồi xích ra đi cho nó. Mình sống ở đây lâu chưa? Dạ lâu. Lâu rồi ha. Chị tên gì? Dạ em tên Hòa. Tên Hòa. À, chị Hòa ha. Tại mình sống lâu là bao lâu rồi chị Hòa? Dạ cũng được năm mấy rồi. Một năm mấy rồi. Rồi tại sao mình lại sống ở trong cái miếng bạc như thế này ta? Tại vì thứ nhất là em không có tiền và không có đất đai như người ta ở, cho nên vậy em lại đây em tá túc. Quê của mình ở đâu? Quê của em thì ở xa lắm. Ở xa lắm hả? Dạ. Mà sao mình trôi giặt về đây á? Dạ tại cũng có thời gian là em đi đây chơi á, rồi em biết đây. Vậy trước đây mình làm cái công việc gì? Làm công việc gì thì ở trên YouTube của có thể cho khán giả kênh anh được biết không? Tại vì tụi anh cũng chưa có xem. Chạy ngang đây thì được anh Tiến nó giới thiệu vậy thôi. Em muốn hiểu rõ cho khán giả kênh em hiểu thêm thôi. Ra rồi, ngoài kéo ra đây trước đi nha. Dạ. Tí xíu nữa mình vô mình tham quan cái ngôi nhà sau ha. Gọi là cái ngôi nhà nhưng mà nó hầm hì. Đúng rồi, chổi đó lên. Rồi ngồi xuống đi. Ngồi xuống là được rồi. Ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đi chị. Lấy ghế cho đi ngồi. Mình sống ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi ha. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng được năm mấy rồi. Một năm mấy rồi. Một lần nữa thì em muốn chia sẻ với chị là vì sao chị lại chọn cuộc sống ở đây và trước đây chị làm cái công việc gì? Thì trước đây thì em cũng đi làm, nói chung là vui chơi, thì lúc còn trẻ thì vui chơi các cái gì đó rồi em mới xa đò vô những cái cuộc chơi, cuộc vui này nọ của bạn bè thôi.
Cho nên thời gian đó thì cũng đã qua rồi. Dạ. Buồn thì cũng buồn, nhưng mà mình buồn rồi mình cũng đâu có níu kéo được đâu. Nhưng mà giờ hiện tại thì sao độ như cuộc chiêu vui chơi hay là này nọ vậy đó. Rồi giờ thì những vấn đề đó thì qua hết rồi. Giờ nói chung là em chỉ sống hiện tại thôi. Đúng rồi. Trước mình có gia đình không chị Hồi? Dạ cũng có, nhưng mà bỏ hết rồi. Con có chồng? Có con? Dạ không. Không có chồng luôn hả? Dạ. Chỉ có bạn trai bạn gái thôi. Dạ. Rồi sau đó là chia tay hết. Dạ. Em không biết, em chỉ hỏi là chị có đi làm cái công việc gì hay không? Mà tại vì sao chị lại nói là vấn đề mình tham gia vào những cái cuộc vui, em không hiểu ta. Tại vì không có gì mà thật tình trên mạng hết. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì những lời em đã chia sẻ ở trên YouTube của thì có trước có sau thì nó vẫn vậy thôi. Tại vì khán giả của kênh em á và khán giả của kênh Anh Tiến là hoàn toàn khác nhau. Có nghĩa là đôi khi người ta xem được clip của Anh Tiến, nhưng mà có những người ta chưa xem được hết. Thành ra người ta sẽ không hiểu rằng á là vì sao chị lại chọn cuộc sống như vậy. Có nhiều khán giả, tại vì trên thế giới này nó có tới hơn 7 tỷ người, thì có người xem được và người không, chị có thể chia sẻ tóm gọn vắn tắt. Vậy là những người mà không có xài điện thoại là không xem được, nhưng vẫn còn TV 24/24. Người ta vẫn không tiếp cận được cái đoạn clip đó, chị hiểu không? Người ta vẫn không tiếp cận được cái đoạn clip mà anh Tiến đã chia sẻ lên, chị hiểu không? Ví dụ như hiện như giờ tụi em là cũng chưa có biết là chị chia sẻ cái vấn đề gì trên cái kênh của mấy bạn khác. Bây giờ mấy em muốn chị là chia sẻ trực tiếp cho tụi em nghe, cùng với khán giả trên kênh của mấy em nghe á chị. Vậy giờ mấy anh hỏi đi em trả lời. Trước đây là chị nói là chị làm công việc gì? Thì em đi chơi, lúc còn trẻ thì em đi chơi dạng như là nói thì nó hơi khó nghe, thì nói chung là đi làm gái vậy thôi. Làm gái hả? Dạ. Làm ở đâu chị? Dạ lúc trước thì em làm ở Sài Gòn. Sài Gòn. Rồi sau này em về. Sau này về dưới này luôn ha. Dạ. Làm ở Sài Gòn được bao nhiêu năm? Nói chung em cũng không nhớ. Không nhớ. Chị về dưới này được bao nhiêu năm mà? Cũng không nhớ luôn đó. Tại vì lúc mà còn trẻ thì vui chơi thôi chứ không nhớ. Còn giờ em chỉ nghĩ là sống hiện tại, ví dụ như là mình còn sức tới đâu mình đi làm tới đó thôi, ngày nào hay ngày đó. Thật ra thì chị đã dùng những cái từ ngữ mà nó thật lòng nhất đối với anh em của tụi mình, là chị nói là trước đây của chị đã từng làm những cái gọi là trong, chị đừng ngại em nói nha, tại dạ. Em có lời nào sai thì chị cứ không sửa em. Thì anh cứ chị nói chị làm ở trong cái những cái tiếp khách đúng không? Dạ. Tiếp khách ở trong những cái quán đúng không chị? Thì sau đó thì chị về đây luôn. Dạ. Chị có mấy anh chị em ta? Em thì có 3-4 chị em. Nhưng mà mạnh anh ấy sống hết à. Ngày mà chị lên Sài Gòn là lúc đó chị bao nhiêu tuổi nhớ không? Dạ không. Lúc đó là tự chị lên Sài Gòn tìm cái công việc làm hay là bạn bè dẫn dắt chị vô đồ quán làm? Dạ cũng có người dẫn dắt em đi mới biết. Lúc đó là chị làm ở quận mấy? Em cũng không nhớ nữa. Không nhớ luôn hả? Dạ. Rồi chị ở đây chị có chồng gì không? Dạ không, chỉ có bạn bè lại tới lui chơi với hàng xóm thôi nè. À. Rồi mình dựng cái chòi ở đây người ta không có la sao ta? Dạ không. Không la là... Dạ. Chị ở đây được bao nhiêu năm chị không nhớ hả? Dạ. Cũng lâu à. Em nói nãy là một năm mấy rồi. Một năm mấy. Hiện nay ở đây á thì chị làm cái công việc gì chị sống? Dạ thì thường khi em đi bán vé số, rồi đi ruộng mò ốc rồi này nọ nè. Mò ốc hả? Dạ. Mò ốc này rồi gạo đâu mà. Dạ cũng người ta cho. Người ta cho ha. Dạ. Rồi mỗi ngày chi phí sinh hoạt là bao nhiêu tiền? Cái đó em cũng không biết. Tại vì nhiều khi em làm á thì ngày 20 mấy ngàn, 10 mấy ngàn, nhiều khi cũng không có, cũng không chừng. Chị bây giờ còn đi bán vé số không? Dạ còn. Ngày bán nhiêu tờ? Dạ ngày em bán cũng mấy chục tờ. Nhưng mà có một cái là hôm qua hôm kia em bán vé số cái đầu
chờ mua em bán không được cái em ôm mấy chục giá luôn. Còn vốn không? Dạ không. Hết vốn luôn hả? Dạ. Em là bữa nay chị không có bán luôn. Dạ. Rồi hết vốn gì hôm nay không bán thì tiền đâu ăn cơm? Thì em đi bắt ốc hay ra bán. Bắt ốc hay rau bán, ra dạ. Chợ bán. Dạ. Ngày bán ốc được bao nhiêu tiền? Cũng có mấy chục ngàn thôi. Mình sống ở đây á, em thấy cái tấm bạc ở ngoài là tấm bạc mới, ở trong là cái tấm bạc cũ chị che có vẻ như là hơn một năm rồi. Thì cái tấm bạc mới này là mình tự mua hay ta cho? Dạ, người ta cho tiền em tự đi mua. Mua hết nhiêu tiền? Dạ, cái này cũng có trăm mấy hả? À, có trăm mấy hả? Hiện nay là trong mình của chị còn bao nhiêu tiền? Trong mình em thì không có tiền. Không có tiền, hết tiền rồi? Dạ. À, tối lủi thủi ở đây mình ơi, mình có sợ không? Dạ không, tại em ở quen rồi đâu chứ đâu sợ. À, có một điều tới chị em muốn hỏi chị như thế này. Dạ. Em thấy gương mặt của chị rất là xanh xao, thì ở trong cơ thể của chị có bệnh gì không? Dạ có chứ. Em thì tim và bị buốt tim nè. À. Rồi thiếu máu, hạ canxi ơi tùm lum hết á. Gương mặt của chị hiện nay á nó cứng hơn so với cái số tuổi của chị. Dạ. Và chị đã có từng một thời son phấn, một thời mà rất đẹp. Sau khi hết cuộc chơi rồi đó, chị lại trở về đây tá túc ở trong cái chòi này. Và trước đó chị đã có từng được nhiều người gọi là tới lui qua lại với chị, cũng đã từng ăn sang, cũng đã từng chơi thâu đêm suốt sáng, đúng không? Dạ. Đúng không? Và thậm chí đã từng gặp rất là nhiều người đàn ông khác nhau và những người khác nhau trong xã hội. Vậy thì đến thời điểm bây giờ là coi như là mình lui về ở ẩn, thì chị có cảm thấy là hối tiếc một đời không? Dạ không. Nói chung thì hối tiếc thì nó cũng vậy thôi. Tại vì cuộc đời lúc mình trẻ thì mình vui chơi, thì đến khi mà mình gặp chuyện gì đó rồi cái đầu mình nằm mình suy nghĩ mình hơi buồn thôi. Tại lúc mà mình còn sức khỏe thì mình nên trân trọng nhất và gán lo làm ăn gì đó. Còn ví dụ như đừng, em mong rằng đừng ai xa lọ cuộc chơi quá đà như em, rồi cái đầu mang cái tâm trạng hơi buồn bã, rồi cái đầu làm khổ cho gia đình và làm khổ cho những người khác. Nếu như cho chị quay lại làm lại cuộc đời á, thì chị có đi theo cái con đường cũ không? Dạ không. Không, nếu mà quay lại cuộc đời thì không ai là chọn cho mình cái cuộc đời mà xa lọ như vậy, hoặc là vui chơi như vậy. Chẳng hạn mình sẽ đi làm kiếm tiền vì mình đã đầy đủ sức khỏe như vậy á. Cái đó thì em mong rằng là em rất vui và rất mừng chứ. Đã có từng một thời dạ. Chị ngồi ô tô đi khắp chợ đi, từng một thời chị có thể cầm lên tới hàng chục triệu mỗi đêm, đúng không? Em phải nói là có như vậy. Có từng một thời chị cũng đã từng uống rượu, chai rượu vài triệu đồng, đúng không? Và đến thời điểm bây giờ đó thì lại mỗi một ngày như vậy là mình kiếm khoảng vài chục ngàn đồng. Dạ. Thì chị so sánh cuộc sống lúc trước với bây giờ nó như thế nào? Thì nó rất là xa xôi. Nhưng mà nói chung là em không có gì là gọi là hối tiếc hết. Tại vì lúc đó là em sống thì cũng một phần là gia đình thôi, vui chơi này nọ, rồi không có suy nghĩ được. Còn giờ thì mình đã lớn rồi thì mình nên khuyên những các người trẻ tuổi như đừng nên xa lọ như em vậy thôi. Cái đó là em mừng dần. Có gia đình đó thì gán lo cho gia đình. Kiểu như mình không hối tiếc là do hồi đó giờ mình chấp nhận chơi, bây giờ mình chấp nhận chịu, đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ là nếu như mà quay lại thì vẫn có một cái lời khuyên, đúng không? Dạ. Thì em mong là luôn khuyên vậy thôi. Em chỉ bây giờ là chỉ còn là lời khuyên thôi, chứ em không có biết làm gì nữa thật sự. Còn quay về cuộc đời và hiện tại á, thì em mong rằng mình sẽ tốt đẹp hơn. Như vậy thì
sắp tới đây chị không còn giống rồi, chị định làm công việc gì để có tiền để mình sinh sống tại đây? Em cũng chưa biết. Chưa biết luôn hả? Dạ. Ngày hôm nay có đi bắt ốc không? Dạ có chứ. Có hả? Có ốc đâu mà. Bán được nhiêu? Cái này bắt có bán hả? Dạ. Em đang luộc nhưng mà ốc này ốc vàng chín. Hay là ốc gì? Dạ, ốc lát. Ốc lát luôn. Ốc lát luôn, bắt ở ngoài đồng nữa hả? Dạ. Ở đây, còn ốc lát luôn. Đây còn ốc lát luôn ta. Còn dạ. Cá đó. Cá này thì bắt bồi ruộng. Chị bắt tay hay sao? Dạ cùng bạn bắt. Hả? Cùng bạn bắt. Bạn nào? Bạn gái. Trời. Rồi cái đó nước mắm xả chị tự làm đó hả? Dạ. Gạo đó còn được mấy lon? Dạ em cũng không biết tại em chưa có đồng em không biết. Ừ. Còn này nồi cơm của mình đó hả? Dạ. Dở ra cho tụi em xem với. Nấu bữa sáng ăn nguyên ngày hay sao? Dạ. Rồi ở đây điện đâu mình nấu nồi cơm điện ta? Cái này em nấu nồi cơm điện nhưng mà em nấu bếp ga chứ không có nấu bằng điện. Nấu bếp ga ha? Dạ. Có mấy bộ đồ trong đó đó chị. Cái vali của ngày xưa mình đi làm đó đúng không? Dạ không, cái đó là... Thật tình là cái đó là của chú cho. Bây giờ còn có mấy bộ đồ ở trên đó kìa. Dạ. Bây giờ còn thích trang điểm giống như ngày xưa không? Dạ không ạ. Không hả? Giờ không còn son phấn gì giống như ngày xưa nữa ở trên đúng không? Dạ. Tắm rửa giặt giũ đâu chị Hoa? Dạ ở đây nói, em nói thiệt thì ở đây thì không có nước. Nhưng mà em thì đi xách nước ở đằng chỗ nhà trọ. Ừ. Rất là xa. Xa lắm hả? Dạ. Xách lần được bao nhiêu lít? Em chỉ có xách được 2 xô thôi. Tại vì cái xương em nó bị gãy xương đòn. Sao gãy xương? Tại lúc còn trẻ thì em đi chơi nè, đi chơi cái bị xe nó tông em. Dạ. Cho nên em bị gãy xương cho nên không có xách nước được nhiều. Nước đó như vậy là mình xách mình xin của ta hay sao chị? Dạ em xin. Nhưng mà có cái là buồn cái là ở lần trước này nhiều người mà không có trợ giúp cho em được nước gì á. Như điện. Ở đây điện thì mình sử dụng sao? Em không có xài điện thì em cũng đi nhờ anh em sạc. Dạng như sạc cái đèn mà giống hệt như là năng lượng. Năng lượng. Em tại đi bằng xe gắn máy chứ hôm trước phải đi xe khác thì nó có em quên em cái đèn năng lượng mặt trời cho chị. Dạ. Năng lượng mặt trời nó tiện lợi hơn. Tại tụi em đi đồ nó lụ khủ quá. Ở dưới đây là cái sóng chén của chị đó hả? Dạ, cái sóng chén em ở đây. Nhưng mà mấy cái đó là mấy cái đồ em úp như nồi xốp rồi. Ừ, rồi tắm rửa đâu? Tắm rửa đây luôn hả? Dạ. Trời, để thay đồ. Dạ, ở đây. Thay đâu? Ở đây. Thay đây luôn hả? Dạ. Người ta ban ngày hay buổi tối? Nói chung thì ngày đêm gì em cũng thay được. Mình sụp cơ su xuống, mình thay. Sụp cơ su, ở đây không có quạt gió gì trơn luôn đúng không? Dạ không. Ở đã không có điện thì làm sao mà có quạt gió. Nhưng mà mình ở đây một mình vắng vẻ, mình không sợ gì sao chị? Dạ không, nói chung thì cũng có sớm gì. Cũng có sớm gì người ta cũng hỗ trợ tí xíu ha. Dạ. Rồi bây giờ bạn có gì là mấy con cún con đó hả? Dạ. Nuôi được mấy con cún con? Dạ ba con. Ba con. Nuôi để cho nó giữ tiếp mình hả? Đúng không? Có người dạ. Lại vô nó sủa. Đúng không? Dạ. Xin người ta hay là mua? Dạ cái đó là bạn em cho rồi em nuôi. Ừ. Bây giờ là chỉ là sáng đi bắt ốc hoặc là đi bán vé số để mà sinh sống qua ngày. Dạ. Em hỏi thiệt chị nè. Em hỏi sao trả lời vậy đừng có buồn đi em ha. Dạ. Em gặp sao em nói vậy em tính em thẳng lắm. Chị có đập đá không? Lúc trước có giờ không? Lúc trước có hả? Dạ. Tại vì em thấy găng của chị à. Thì lúc trước em chơi cho nên giờ nó bị ảnh hưởng về găng. Đúng rồi, chơi bị ảnh hưởng về găng nhiều đúng không? Dạ. Lúc đó chơi nhiều không? Em cũng không biết nữa. Trong cơn say mình chơi mình đâu biết đường rồi nói đúng không? Dạ. Bây giờ chị ăn cơm đồ bình thường thôi. Dạ. Chị cay được chưa? Chị cay được chưa? Dạ được rồi. Cay được rồi hả? Sao em nói chuyện với tụi em rồi? Ra mồ hôi, đổ mồ hôi dữ vậy? Có vẻ như chị đang mệt. Dạ nó... Ngồi em ngồi không được lâu á. À cái chân nó bị tê đúng không? Dạ. Chị ngồi trên máy của chị. Thôi được rồi, mình có thể mình ra đó được không?
chị lấy ghế chị ngồi đi chị. Đây cũng được. Cái ngoài này. Ngồi ra đây nó mát thôi. Dạ. Đồ của chị phơi ngoài đó đó hả? Dạ. Ừ. Sống có mình nên một trong cái chòi nhỏ xíu xíu nè. Âm hay được nội rồi, có dự định là lấy số bán cái số lại không? Dạ có, nhưng mà em cũng chưa biết nhiều khi bữa bán bữa không, tại vì em hay bệnh tim á, đi một hồi cái nó mệt. Rồi nhiều khi cũng bực bội nhiều cái lắm. Bực bội gì? Thôi em cũng không biết nữa, nhiều khi trong tâm trạng em, trong mình em cái trang lội gì nè, nhiều khi cái gì đó cái em mệt á, làm cho tim mình nó bị ép cho khó thở. Cho nên thì vậy em bán á thì em không có chắc chắn là ngày nào em cũng phải đi bán. Em bán thì nhiều khi 1-2 ngày, 2-3 ngày gì đó rồi em nghỉ cái em mới bán tiếp. Tại vì em tim là hay mệt lắm. Bị ép tim? Dạ. Bán ngày được nhiêu tờ? Nói chung thì em lãnh nhiều khi 20 tờ thôi à, chứ không có nhiều. 20 tờ bán được rồi, bán nhiều mệt lắm. Dạ. 20 ngàn đỡ đi bắt ốc. Nhưng mà cũng có cái niềm vui riêng, nhiều khi mình đi bán cũng thấy vui, mà mình đi lội ruộng bắt ốc đồ này nọ thì nó cũng vui, nhưng mà có cái là không có gì bằng ở vườn hết. Ở vườn thì nó rất là thoải mái, nhưng mà nhiều cái thì nó không có mệt bằng em đi bán. Thật sự cái đó em nói thiệt. Bắt ốc là mấy tiếng đồng hồ? Cũng mấy tiếng gì đó, nhưng mà tùy theo thôi, mình mệt đó thì mình nghỉ. Còn mình không mệt thì mình lội mình bắt. Sáng đi bắt sớm hay sao? Dạ không, tới trưa rồi này nọ em mới đi chứ. Lúc trước là đi làm đó là người ta bắt mình tiếp khách, mình cao kê đồ nhiều không? Dạ cũng không. Trời em hát không có hơi đâu. Ngày trước là hát nhiều đúng không? Dạ. Ngày trước là đi làm ngày là cỡ 1 triệu bạc, 2 triệu là bình thường đúng không chị? Bây giờ bán vé số là ngày còn có 20 ngàn rồi. Dạ. Bây giờ là mình chơi thì mình chịu. Ý của chị Hoa nói là mình chơi mình chịu chứ mình không có hối hận. Nhưng mà đối với các bạn trẻ, khuyên các bạn trẻ là sao? Em quên mất tiêu rồi. Thì có quay mà, sao quên được. Có quay máy nó lưu lại chứ em có nhớ đâu. Thì bây giờ máy quay rồi cái đầu anh nhớ. Có nghĩa là chị nói là khuyên các bạn trẻ là nên là đừng có tham gia vào những cái cuộc vui giống như chị. Dạ. Cố gắng đi làm đi, có nhiêu ăn nhiêu đúng không chị? Dạ. Vậy thì nó vui hơn. Ở đây ngủ đây thì tối mưa tạt gì không? Dạ cũng có tạt. Ừ. Chổi mấy cây cây nhìn thấy nó khổng khẳng thiêu ghê không? Dạ. Ừ. Cái miếng bạc này là mình che là lúc đầu là ở tới giờ hay là có thai gì không chị? Dạ không. Giờ ông chàng Ngọc che một cái giường. Em thấy chị ở trên tay vẽ cái chữ gì á? Xong cái hình gì á? Dạ hình xong. Cho em coi được không? Nói gì đâu. Thôi đâu có gì đâu. Đường ngày xưa đẹp xăm mà có gì đâu. Hình gì á chị? Xăm tên đúng cái, không cái chị? Cái chữ ký dạ. Gì à? Cái chữ tên của em á. Là tên Hoa hả? Dạ. Xăm nhiều không hay là chỉ có chỗ đó thôi? Dạ xăm chỉ có chỗ này thôi. Ở trên còn có kìa, gà em. Kéo tay áo lên là có, thấy liền. Thì nè. Kéo lên đây. Đó, thấy không? Ở đó có mấy con gì vậy, bay bay hả? Dạ, hình sao. Đâu, đâu coi sao đâu cho em. Thôi, xấu lắm. Ai xong cho chị hay chị tự xong? Cái này em tự xong. Tự xong, xong bằng gì? Mình tự xong mình lấy kiếm mình xong thôi. Là lúc ở trong, lúc mà nửa mê nửa tỉnh mình xong thì sao? Xỉn xỉn á. Chắc vậy. Chắc vậy. Cái xuống mũi của chị, cái nét xuống mũi cao đẹp đó. Mắt 2 mí nữa mà. Mập trắng tha kem lên là nhìn chị. Lúc chị còn gái chắc chị xinh lắm hả chị Hoa? Là hot girl. Dạ không. Xinh nên mới ở lên thì còn làm vô được những cái quán đó chứ. Tại chị có tấm hình ngày xưa không? Dạ không. Không lẽ không còn tấm nào? Dạ không. Có gửi được tấm nào cho xin coi coi. Dạ không có thiệt. Nói cho coi đi, đừng giấu. Em không giấu thiệt mà. Điện thoại mình chị có lưu hình rồi lại không?
Dạ không. Không có điện thoại luôn nữa, đúng không? Có không? Có chứ, điện thoại có. Tại vì có vỏ điện thoại á. Có vỏ điện thoại là sao chị? Cái hộp điện thoại em chụp hình ở bên đâu đâu cho em coi. Ê, cái hộp không à? Ở đó cho em coi đi, cái hộp điện thoại mà. Có. Đây cho chị lấy ra đi. Một cái nhà rất là nhỏ ha Đạt ha. Một cái căn chòi. Nói chung là ngủ một mình buổi tối thì là một cô gái thì cũng khá là nguy hiểm luôn. Nhưng mà vì cái cuộc sống nên chị Hoa phải chọn ở đây. Ở trong kia mình thấy có miếng thiết kìa. Có một cái miếng thiết ở trên. Giống như cái hoàn cảnh của ông chú lúc trước mình chia sẻ ở gầm cầu đó, cũng một cái vườn kia dắt lên mở. Đâu có cái hình in trên đó không? Dạ. Em tưởng đâu có hình in trên đó chứ. Dạ không. Bây giờ còn nhỏ không à? Thôi ra đây ngồi đi chị. Chị lúc còn gái đương thời là chị bao nhiêu ký hả chị Hoa? Dạ lúc đó chắc em 4 mấy ký. Bây giờ chị còn bao nhiêu ký? Dạ em cũng cân chắc 39. Vì sao lúc đó mà cái rủi ro gì mà chị quyết định rút về quê để sống? Lúc đó thì nói chung là em cũng nhờ bạn bè đưa em về. Cũng cố đi làm xứ xa nhưng mà gặp người đó rất là lạ. Rồi em kể hoàn cảnh gì đó rồi kể đầu người đó. Không, đúng là thật sự em không quên được. Tại vì người ta rất là xa lạ với em nhưng mà người ta đã xả thân ra để chở em từ Sài Gòn về dưới quê. Em rất là nhớ ơn và nhớ mãi mãi luôn thiệt. Lúc ở Sài Gòn là chị đã bị sa cơ thất thế, chị đã đi bụi đời rồi đúng không? Dạ. Lúc đó là em trốn về. Nhưng mà gặp người đó thì em vẫn nhớ hoài luôn, em vẫn nhớ tên. Trong cuộc đời của mình á, khi mà mình làm cái nghề đó thì mình sẽ có yêu tha thiết một người. Không, cái lúc đó là em không yêu ai hết, không thật sự. Em chỉ đi làm kiếm tiền và hiện tại bây giờ em cũng vậy thôi. Vì tiếp xúc bạn bè, nhớ bạn bè hay anh em chị em gì đó, em vẫn là nhớ, em vẫn có cái tình thương riêng là về bạn bè. Còn về tình cảm thì hầu như là em không có còn tình cảm. Lúc đó thì chị làm có gửi tiền về cho ba mẹ không? Dạ cũng không. Không hả? Dạ. Bao nhiêu là chị tham gia vào cuộc chơi hết rồi? Dạ. Bây giờ thì bởi vì em thấy chị hỏi chị hối hận luôn đó. Không, em không có hối hận thật. Nhưng mà muốn lo cho gia đình á thì hầu như là em đã hết sức. Em chỉ còn lời khuyên thôi. Nhưng mà trước đây chị đang làm ăn được á, chị có lo cho gia đình không? Dạ có, nhưng mà phần nào thôi. Phần nào mình giữ chơi. Rồi phần nào lắm lúc nào khi em xa lò thì em không có nghĩ tới gia đình. Lúc đó là... Cho nên cũng có lúc xa lò em... xài tiền vô đó hết à? Dạ có gửi, cũng có cho. Nhưng mà có khi nào mà ai mà lo cho gia đình mà mình đi kể ra, đúng không? Hay. Cái chuyện đó là tự mình biết thôi. Dạ. Chứ mình đừng, mình không nên nói ra nó cũng mất hay đúng không? Dạ. Ngày xưa chị có thể là lo cho gia đình một ít thôi cũng là lo. Dạ. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ chị rời khỏi gia đình, chị sống ở trong cái chòi như thế này nè. Thì chị nghĩ sao? Dạ không sao. Không sao hả? Tại vì bản thân em không sao đó. Em chỉ nhìn gia đình em vui là em vui, hoặc là những người khác như bạn bè anh em sống giềng gì người ta vui, em dòm em cười theo em vẫn vui. Nhưng mà nhiều khi thôi nói hồi không em khóc. Khóc hả? Dạ. Thì là chị có cái tâm trạng gì buồn, chị uất ức, chị chia sẻ cho mấy em? Không, em không có nhiều uất ức hết á. Thật sự mà chị nói, nếu mà chị kể ra thì chị khóc. Không, tại vì nói về tình cảm gia đình mà thôi. Cha mẹ chị biết chị ở đây không? Em cũng chưa biết nữa.
Nghĩa là mình đi tới giờ không. Bây giờ chị nói cái tỉnh của chị ở là tỉnh nào? Dạ cũng tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang luôn hả? Dạ. Chị có mong muốn gì mà gia đình của chị biết chị sống ở nơi đây? Tại chị không về thôi á, đúng không? Dạ. Chị biết nhà mà. Bây giờ chị sợ về là giờ sợ làm khổ cha mẹ hay sao? Dạ. Với lại ngày với hàng xóm đúng không chị? Dạ. Ở quê mà, đúng không? Ở những cái vùng quê thì người ta cũng lại ngại với hàng xóm á. Nói hậu, đôi mắt của chị là đâm chiêu á. Thôi bây giờ chắc tụi em cũng cảm ơn chị đã chia sẻ cho những cái đoạn clip cuộc đời riêng tư của chị mà chị coi như là giấu kín. Dạ. Thì không biết nói gì hơn, chỉ mong chị luôn cố gắng ăn uống đều đặn, giữ gìn sức khỏe để mà có thể gắn vượt qua cái cơn những cái lúc ngặt nghèo như thế này. Hôm nay em đến đây tình cờ em có về ngang Hậu Giang này, em gửi cho chị, thay mặt cô chú gửi cho chị một chai dầu phục hồi người khi mà trái gió trở tờ trời á. Dạ. Ở đây là phần quà của em gửi cho chị 200.000. Dạ. Để mà chị có thể lấy cái số chị bán. Dạ em cảm ơn. Em chào chị nha. Chào chị ha. Dạ.